Hello, chào mừng quý chú chị và các bạn quay trở lại video tiếp theo của em tại vừa sầu riêng Hiếu Nghĩa chiều tối hôm nay nha. Đây, địa chỉ 415 đường Cách Mạng tháng 8, phường 13 quận 10 nha quý chú chị. Nay ghé lại quay chia sẻ của chú chị xem cảnh mua bán sầu riêng ở vừa Hiếu Nghĩa hôm nay nha. Đây, với tiền đang khui ri sáo cho khách nha cả nhà. Giá ri sáo hôm nay là 110.000 ký nha, giá trái, còn giá cơm thì 350. Mua sừng kinh 220.000 ký nha cả nhà. Cái này có 256.000 nha cả nhà. Thịt không sợ sượng. Cơm vàng nha cả nhà. Trời, thử ngon quá, mua thêm một trái nữa nha cô chú anh chị. Hôm nay sầu riêng lên quá trời luôn nè cả nhà. Hơn cái tấn sầu riêng luôn mà chủ nhập sầu riêng lên quá trời luôn. Toàn rồi đi sáo mà. Có mua sân kinh nữa nha, mua sân kinh còn cũng không có nhiều cả nha. Đây bán chủ yếu là đi sáo thôi. Sầu thái thì chưa có hàng. 207. 207. Trái này nhỏ hơn trái kia chút. Thôi đi. Ngon lấy nha. Không ngon không lấy nha. Nè, trái này nhỏ hơn trái kia chút. Nãy trái kia 256, này 207 nha. Ăn thử đi. Dẻo hơn trái nãy. Dẻo hơn. Hơi sượng. Sượng hả? Hơi sượng. Sượng. Sượng hay sơ? Đơ hả? Vô nói kìa tiếng ơi. Đơ hả? Đơ. Không được rồi, để lại nha cái nhà. Có tiền đi lựa trái khác. Rồi. 101 chị, đi 6. Rồi cho chị gái trái dừa dừa luôn. 101. Dạ. Yeah. Cái này được không? Cái này 2 ký 2 à. Ủa trái eo em không có mua cái gì. 1, 4 học gì đó chứ sao eo eo cả. Bơm ba trái. Đổi cho chị gái trái nha bà chú. Cái này là béo có hay đó nha. Ôi ôi núi. To rồi đúng to. Nè. Béo hơn chơi đậu. Quá trời hay học múa quá đã. Đóng ở ngoài đây nữa này nha. Đây. Ngoài đây có đi 6 với mua skin cho đây. Quá trời luôn. Ở trên kệ nữa nè cả nhà. Đây. Mới lựa cho chị gái trái. Cái này con ký 870 rồi cả nhà. 205.000. Này cô tiền cui đạt đi công chuyện rồi. Tối đạt nó quay lại. Giờ này là ba người bán nha cả nhà. 205.000 chị. Tròn, cái này tròn. Cái này một người ăn được rồi. Đủ. Quét mà. Rồi bà chủ nhảy vô khua nha. Bà chủ chỉ thích khua chứ bà chủ không thích lựa nha cả nhà. Thích khua thôi, với thói tiền thôi. Giai đoạn hết khói tiền rồi. Hết khói tiền rồi. Chị ơi, có được rồi đó. Không, thử. Đó rồi. Trái này còn điều à, vỏ mỏng ghê. Vỏ mỏng quá, cơm hơi gáo. 200 á, chứ có 200. Ủa trái này nó nhiêu? 2 lấy 5. Rồi, cảm ơn một chàng. Quá trời muối luôn rồi trái sầu riêng. Có 50 ngàn.
vô nữa kìa, quá trời luôn rồi bà chủ ơi. 200 được rồi. Rồi cảm ơn nhiều. Dạ bà chủ không có tiền lẻ thối chứ. Mình có sầu riêng gì lấy kho gì không? Không, không có mua skin. Nó không cơ, không còn mua skin được không này. Này nó là người nhà. Không có mua skin. Không lý là gì lấy kho gì đó, rất ngon thì hết rồi đó nè. Mình cũng mua skin ăn thử đi chị. Đi kiếm mà lắc khon đó nha. Mà lót khon hôm bữa tới 250 một ký lần mà chủ lên được một đợt rồi bà chủ ngưng luôn rồi. Tại vì thấy nó không ngon bằng mua sang kinh. Đây liền. Còn nữa nè bà chủ ơi. 284. Do gần 2,6 cả nha. Gần 2,6 rồi chị. Cái này số ký. Rồi. Nhỏ hơn. Thôi chị gái lấy nhỏ hơn. Rồi nhỏ hơn, lấy nhỏ hơn. Trời đang âm u chuyển mưa nè, không biết có mưa không nha cả nhà. Nó không mưa. Chưa mưa quay cái bạc này vô nó thoáng nè. Chút mưa quay ra cái bạc này quay vô thoáng lắm á. 1 cái 825 gram à chị. Cái này nhỏ hơn chút nè cả nhà. 825 gram bằng nhiêu tiền? 200 chẳng nè. 200 chẳng luôn. Chút mưa quay ra nó thoáng cây nó ngon thế nào đó. Rồi đơ rồi bà chủ ơi, đơ rồi bé Tiên ơi. Cái khác cha nãy nó bị đơ rồi. Giọng là không mưa đi, khỏi quay ra. Mưa kẹt đường kẹt sáng hôm qua, mưa buổi chiều về kẹt xe. Kẹt chứ, giờ này mưa cái nữa là kẹt dữ lắm. Ê, coi coi có bị gì nãy không, thấy cái màu thấy được đó, mềm mà mềm. Con mua ở giữa, con mua ở giữa biết có được không, mua này nè, mua giữa này nè, dưới bên này đúng rồi. Thì cho vô hộp. Thử dần mà nhưng mà khó chịu. Wow.
này hai muối ngang ngang nhau để muối lên 3 lạng, muối nữa 6 lạng. Muối này nữa 1 ký luôn. Trời. 9 lạng. Ba muối nó như nhau luôn trời. Ba muối nó nặng như nhau luôn, ba muối 9 lạng hay vậy? Mua ruột mà cứ lên đủ 1 ký ruột là ok. Đúng rồi, cứ đủ 1 ký ruột thôi. Mấy trái ruột bao tử này ngon lắm. Mấy trái bao tử cơm nó giòn, nó dày cơm. Ba học này coi được mấy lạng rồi cả nhà. Chưa được 7 lạng nữa. 6 lạng mấy à. Ký nhiều lắm. Đó chị. Chị chụp lại giùm em đi. Ship, ship vào. À. Cứ chị nhắn tin là mấy ký địa chỉ ở đâu rồi giao tới ship đồng tiền. Đây có ship tận nhà mà. Mày nó cúng nguyên con heo sữa luôn. Đúng rồi. Mai cúng lớn luôn. Cúng gì không hơn kìa. Cúng mùng 2. Mai cúng địa vậy mà. Không có gì đâu. Trái này ngon, trái này ngon. Mai nó cúng nguyên con heo sữa luôn á. Cái kia đó phải không? Đúng rồi. Vô. Trời ơi, chưa dư chút được không chị gái? Trái này ngon quá trời. Dư cho luôn đi. Ờ, trái này đang ngon à. Còn có hồng hộp ha. Ừ. Dư cho luôn đi. Mai có hồng hộp. Để về cho mấy nhỏ. Ê, trái này ngon quá trời, dư hồng hộp. Chị ăn là ghiền không? Bấm giá. 1 ký 160 lượng nha cả nhà. Ngang luôn. Quá dữ luôn, chuyển qua công ty xử lý luôn. Đúng rồi, đúng rồi, chụp đi về quảng cáo. Quảng cáo. Chụp mấy tấm chụp. Mua skin mua cơm lại hơn đó nha cả nhà. Không, tại vì cái trái này bị yếu à, bị lép hào. Có cách tới mua skin mua cơm nó lợi hơn á. Ăn cơm vậy? Ăn thử không? Ờ rồi được rồi, mới mua trái. Trái này để đem cho nè. Ờ ngon quá ha. Ăn cái kia nó đang ngon mình mà. Trái để thành chai rồi lại cho em. Này cân cơm 750 kg nha, mua skin. Cơm mua skin là 750 kg à? Ờ. Thêm không chị? Em chị lấy thêm không, em lấy cho nè. Nhiêu đây nữa không? Lấy nữa không? Nhiêu tiền rồi? Mới có 245 à. 245. 245 thêm chế nhỏ nó đi. Chế cho ít qua cũng cũng kỳ. Chung chung đường mà. Cái này nó chắc dư quá. Dư ngọt quá. Cái này nhiều muối hơn chứ đó nè. Cho mà cho nó bỏ. Ông quái kéo tới rồi. Quái kéo tới. Cái này nhiều muối nha, một hộp biết đủ không nha, gắn nhét nhét vô muối nhỏ nhỏ không à. Mình đâu không bạn. Không lợi hả? Chứ chị bỏ ra thêm một chị. Dạ, nó khỏi đi. Được. Hai hộp đi. Dễ. Hai hộp này tầm 6 lạng rưỡi không? Trời ơi, quái kéo tới rồi. Quá trời, quá trời. Giờ không bị quái kéo tới rồi. Giờ thì giờ cao điểm của bà chủ rồi, quái kéo tới rồi. Rồi lên coi 6 lạng mấy. Gần 7 lạng. Mua skin đó nha cả nhà. Cơm là nhìn lên là biết liền cả nhà. 545 ngàn 7 lạng 3 nha cả nhà. Rồi tiếp cô cho anh trai với chị gái Ri 6. Ôi ôi ôi, quái kéo tới, quái kéo tới. Mưa cả nhà ơi. Trang kỉnh luôn rồi. Điên kịch luôn rồi. Hôm qua cũng giờ này cũng mưa. Bây giờ là 5 giờ mấy rồi. Con
đúng rồi, chú đi hồ Đắc Chi nè. Thì nay mà nếu em ngủ chín thì em cho mấy cái chai nhiều tiếng, mà em bao đồ kỹ lắm, bao đồ kỹ lắm. Cơm đúng không? Cái này 445 nghìn. Wow. Gà muối quá to cả nhà. Hấp dẫn. Đấy, luôn. Hấp dẫn quá. Ê, quả này. Cái này của khách. Ô, anh sợ. Không, đừng có sợ, anh sợ vô sao khách ta lấy được. Quả này có mềm không? Hấp dẫn hả? Tin là còn đâu nha. Hết rồi. Đi quay ở đâu? Hút chừng không giao cho khách nha cả nhà. Khách có nhu cầu ăn sầu riêng ở nhà cứ alo số điện thoại Phương để đầu video á, là ship tận nơi luôn. Cơm nha cả nhà. Mới 7 lạng. Trời, cô Tiên vô khui đi, bà cứ điện thoại không à. Đem dư tiền mà. Dạ. 7 lạng nữa là ra 1 kg. Mới bán. Tính còn dư mua một trái. Mua cho kia nữa. Đúng rồi.
cầm 900 luôn mà dư nhiều lắm hả? Này được lệnh là cầm hết số tiền này đi ra mua hết sầu riêng. Cá thì em không có. Bây giờ 445.000 rồi đó, được chưa? Bây giờ giờ mua skin đi. Em không mua skin cho đây luôn nha. Anh mua skin cho trái. Để hộp riêng cho người ta đi. Để hộp nhỏ đi, giờ người ta ăn ta biết phân biệt. Cái lô. Đó, mua sô kem phải không vậy, ăn thử đúng không? À, cái này chính ngon nè. 440 cân trên cái này nhiêu? Cái này chắc 300 mấy quá. 290 nè, 290. Dễ cứu nữa hả? Dũng giờ này đi xếp hàng nữa ta. 290. Nãy 440. Không có món để đó thì phải 600 mấy à? À 700 mấy rồi đó. 290 với 440 730. Cái này ngọt hơn đi sáu hả bà chủ? Vậy về phải ăn đi sáu trước hả? Đúng rồi. Chứ ăn cái này. Ồ, thử luôn hả? Thử luôn hả? Ăn cái này xong rồi ủa ăn đúng rồi. Ăn này ngọt ngọt lắm, ăn đi sáu nó lạc lắm. Ăn hết muối luôn đi. Trời ơi của mình rồi chứ có ai nữa. Đúng rồi. Ăn luôn muối đi em gái. Ăn muối kìa. Về ăn đi sáo lạc thì đừng có nó thôi nha. Về mình phải uống nước suối vô cho nó lạc lạc cái miệng ra. Trái này nhỏ, muối nhỏ nhỏ thôi nha. Còn cái này 290 nè cả nhà. Ăn nó thay muối rồi đó, còn như đây. Hả? Hả chưa ạ? Thế bắt tiền ra tay cho bà chủ ra ngoài đi. 245. Vô hộp. Đi nhẹ nhàng là biết rồi. Nãy đi nặng nè, giờ đi nhẹ. Dạ được. Em không có mua thức không luôn đúng không? Có uống thức không cho mua luôn đúng không? Xong. Dạ. Một hộp lớn tí hay là một hộp nhỏ? Không đẹp không? Con cho hộp lớn một tí, hộp một tí hay là một hộp nhỏ? Không đẹp không? Đây, bé Tiên khui mua skin nè nha cả nhà. Hai trăm hai mươi ngàn một ký nha. Chợ này sầu riêng này là có hàng suốt ở đây luôn đó nha cả nhà. Vô mùa rồi nữa, ngon chưa? Chợ này khách cũng chuộng mua sầu riêng này lắm. Về anh Lộc à? Chào mấy riêng anh Lộc à? Về anh Lộc có cái cưng cái tay không? Vậy là chuyện bình thường. Chuyện bình thường hả? Thì đủ hết. Trời ơi, tối về em kêu vợ ơi làm chi mà tay nó. Ôi. Giật mình luôn á. Ủa trái 445 ngàn á. Tới giờ. Không có gì. Nói hả? Bà chủ cái tay bả đâu có bị đâu mà sao cái tiên đầu riêng nó nằm dữ vậy? Nó còn chỗ nào mà không bị. Trái này tròn đều nè. Nhiều muối nha. Cho em soạn hàng. Bà chủ đâu có soạn hàng đâu.
mà mấy cái chỉ tay của bà chủ là mờ hết rồi, đếm tiền á không còn chỉ tay. Phải được cái chỉ tay đếm tiền đó. Vậy là do đếm tiền đúng không? Có cái cô có cái chị kia chứ comment chứ kêu chứ tôi thích thêm sầu riêng mà tôi nghe hơn cái giọng của hai cái ông á. Cái trái này ngon á. Trời ơi nói chuyện cho vui thôi, có gì đâu. Bình thường. Cái này nãy nhiêu tiền mấy tiền? Cái này lấy cơm 250. À mua cơm hả? Có khán giả bình luận là mua cơm mua skin nó sẽ lợi hơn mua đá nha cả nhà. À cái mua skin cũng được cái cơm á. Tùy theo trái tròn hay là trái méo hả? Nhiều lúc 3-4 cái mua skin có được. À quét cái mã vạch lên trên từ. Cho quét cái mã vạch cái. Chơi sầu riêng. 250. Chạy ra chơi. Cái cỡ mấy ký để lựa cho. Rồi, tôi mua skin 3 ký vào khách nè. 3 ký luôn á hả? Đúng rồi. Rồi từ từ để tôi bật máy khác qua chỗ. Rồi, khách vô nữa kìa, khách vô nữa kìa. Giờ này giờ cao điểm à. Không giờ tao tối tối rồi tao đi ăn. Không mưa nổi. Không kịp luôn á. Không mưa nổi nha. Ủa, rồi mua skin nữa nè. Ủa này giống mới mua vậy ta. Mới mua. Ê, chi thế? Thấy giống giống. Chờ chờ cái nhà thu cho anh trai này kìa. Tiên lựa mua skin nữa kìa, mới mua xong về ăn không đủ kìa. Thấy này rất mềm nè, còn này cứ bỏ lại. Này cứ bỏ lại. Chính cây á, này có mấy cái múa bị lỗi lên trên. Cái nào mềm mình hơi lấy, còn cái nào cứ bỏ lại. Thấy không? Nhưng mà cây là độ ngọt chắc nó sẽ rất là ngon. Thơm quá hả? Thấm cái tai nghe đi, tao vừa nghe, tao vừa thúi. Một cái nhỏ nhỏ xíu xíu. Nhỏ gì mấy tiền? Dạ được, vậy là em sẽ làm 2 hộp 1 ký, 2 hộp nửa ký. 2 hộp 1 ký, 2 hộp nửa ký. Dạ. Dạ em đây. Hồi sáng thì vậy em hết trà cái này rồi. Gãy luôn. Rồi, rồi, tốn tiền. Anh trai này mua cơm à? Trái gì có muối mọ mà. Mềm nữa là cái này mềm nè. Cái muối này mềm cục luôn á. Anh trai thích trái mềm à? Này nó mềm dữ luôn á, thử ra. Mềm hơn trái bự đó. Đúng không? Trái bự đó chứ cũng không còn mềm lắm đó. Đây kìa. Quê là tên gì? Dạ ở dưới quê hả? Ở tên của mẹ. Tên của mẹ hả? Bữa tên của mẹ hả? Dạ. Ủa, tên ba. Ở dưới quê là tên của... bữa sầu riêng gì? Nhiêu đây ký không? Trúc à? Em Trúc thì cha em tên Trúc á. À bữa sầu riêng Trúc à? Không tên ký à? Trúc Vân á.
Chúc mừng á hả? Chúc mừng hả? Chữ chúc à? Trời, có 7 lần mấy à? 200 mấy à? 267.